Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, quan hệ Trung Quốc và Ấn Độ từ lâu nay vẫn là bằng mặt mà không bằng lòng Vì hai gã khổng lồ châu Á này, ngoài những vấn đề cạnh tranh ảnh hưởng, còn có cả tranh chấp lãnh thổ ở biên giới Cho đến gần đây, tình hình biên giới hai nước này lại đang bùng phát một đợt căng thẳng mới rất nghiêm trọng Căng thẳng Trung Ấn đã bùng phát từ đầu tháng 6 này khi phía Trung Quốc tiến hành làm một con đường ở khu vực mà họ gọi là Đồng Lương, còn phía Ấn Độ gọi là Cao Nguyên Độc Lam thì lực lượng biên phòng của Ấn Độ đến ngăn chặn. Người của hai bên đã xô đẩy và ẩu đả với nhau. Thời báo Ấn Độ cho biết, hồi đầu tháng 6, binh lính Trung Quốc mang máy ủi, hạng nặng và các thiết bị làm đường cùng với nhân công đến khu vực Dokala ở vùng ngã ba biên giới Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan. Lính biên phòng Ấn Độ đã phản đối hành động này và hai bên đã xô đẩy. Để trả đũa, Trung Quốc đã cho máy ủi phá sập hai bong keo cũ của Ấn Độ ở khu vực ngã ba biên giới. Thêm vào đó, phía Trung Quốc cũng chặn đèo Nathula, không cho khách hành hương Ấn Độ đến khu vực núi và hồ thiêng Iacha, thuộc đất phía Tây Tạng của Trung Quốc. Hôm 26 tháng 6, trả lời các phóng viên, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận vụ xung đột này là có thật, đồng thời đổ lỗi cho phía Ấn Độ đã vượt biên giới ngăn cản Trung Quốc thi công một con đường tại khu vực phía Nam Tây Tạng sự việc hiện nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo tin tức của Thời báo Ấn Độ, cả hai bên đã tăng cường lực lượng tại khu vực xung đột lên khoảng 1.000 người mỗi bên. Phía Ấn Độ cũng có những sĩ quan cao cấp trong khu vực này, như chỉ huy sư đoàn 17 đang đóng sở chỉ huy ở gần đó để giám sát và kiểm soát tình hình. Ngoài ra, tư lệnh lục quân Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ đến thị sát khu vực này để đánh giá tình hình. Cần phải nói thêm về khu vực mà lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc vừa xung đột với nhau là một khu vực có vị trí chiến lược rất quan trọng. Theo mô tả của mạng Sina Trung Quốc, Đồng Lương nằm ở cực nam của huyện Á Đông của Tây Tạng, chủ yếu là chạy theo lưu vực của con sông Đồng Lương, diện tích ước chừng 100 km vuông, có vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Nơi này Ấn Độ gọi là Cao Nguyên Đốc Lam, phía tây giáp Ấn Độ, phía đông giáp Bhutan, phía nam của nó là hành lang Siliguri của Ấn Độ. Hành lang này là vị trí kết nối Đông Tây Ấn Độ rất quan trọng chỗ hẹp nhất của nó chỉ khoảng 20 km. Đây chính là một yếu huyệt của Ấn Độ. Do vậy ý nghĩa chiến lược của Đốc Lam là rất hiển nhiên. Còn tờ thời báo Ấn Độ thì nói: Cao nguyên Đốc Lam là lãnh thổ của Bhutan, nhưng Trung Quốc đã thường xuyên cử binh sĩ tuần tra đến khu vực này để yêu sách chủ quyền. Bắc Kinh đã liều lĩnh kết hợp Cao nguyên Chumbi Valley ở kế bên với hình dáng như một con dao găm đâm vào Ấn Độ nhằm mục đích địa chiến lược. Tờ Thời báo Ấn Độ cũng dẫn ý kiến từ một nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng của Ấn Độ, lý giải rằng vì sao việc Trung Quốc xây dựng đường ở khu vực này lại gây lo lắng cho Ấn Độ. Tờ báo này cho biết, hành động xây dựng này rõ ràng là đáng lo ngại đối với quân đội Ấn Độ. Bởi vì thứ nhất, Ấn Độ sẽ mất lợi thế chiến lược trong khu vực nếu con đường của Trung Quốc được xây dựng. Hơn nữa, Trung Quốc có thể đe dọa chiến lược đối với vùng Siliguri vốn hẹp và dễ bị tổn thương nếu họ mở được con đường đến ngã ba biên giới. Đây là vùng được gọi là cách cổ gà, là nơi kết nối phần còn lại của Ấn Độ với các bang phía đông bắc. Nguồn tin của tờ Thể báo Ấn Độ nói, Trung Quốc đã có hai con đường đi tới những điểm nhất định ở Chumbi Valley. Nếu một trong số chúng được kéo dài cho tính A3 biên giới, xuyên qua chỗ mà chúng ta xem là lãnh thổ Bhutan, nó sẽ giúp quân đội Trung Quốc trong lĩnh vực hậu cần quân sự và khả năng cơ động, chẳng hạn như di chuyển nhanh pháo binh và các thiết bị khác trong trường hợp xung đột với Ấn Độ. Ở một diễn biến khác, trong khiến độ lo lắng về con đường mà Trung Quốc đang xây dựng, thì Trung Quốc cũng không hài lòng với kế hoạch xây dựng các bong ke dọc theo tuyến biên giới Trung Quốc của Ấn Độ. Được biết, Ấn Độ đang tích cực xây dựng các bong ke phòng thủ ở tuyến biên giới dài hàng ngàn cây số với Trung Quốc nhằm triển khai củng cố thế phòng thủ đối với quân đội Trung Quốc. Các bạn thân mến, như thế có thể nói rằng xung đột vừa bùng phát giữa biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ chỉ là một phần ngọn trong bối cảnh chung của một cuộc xung đột biên giới giữa hai nước vẫn nằm ỉ từ sau cuộc chiến tranh 1962 đến nay. Và lớn hơn nữa, nó chỉ là một phần trong sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa hai nước trên nhiều mặt, từ kinh tế đến quân sự. Câu chuyện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi trên báo chí của cả hai nước, người ta đang bàn tán xôn xao những cách để đối phó bên kia. Chẳng hạn trên tờ Thời báo Hindustan của Ấn Độ hôm 28 tháng 6, có bài Đã đến lúc Ấn Độ sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình là thương mại để chống lại Trung Quốc. Bài báo phân tích rằng Ấn Độ hiện nay đang thâm hụt thương mại với Trung Quốc gần 60 tỷ đô và rằng vũ khí mạnh nhất của Ấn Độ chống lại Trung Quốc là thương mại. Với việc Trung Quốc tích cực triển khai thương mại thành một vũ khí chính trị như trường hợp họ đối phó Hàn Quốc gần đây nhất, thì tại sao Ấn Độ lại không làm như vậy với Trung Quốc? Còn mạng Sina của Trung Quốc thì cho rằng Ấn Độ dám có hành động mà họ gọi là khiêu khích như vậy là do có một bàn tay đen nào đó ở phía sau. Có lẽ trang mạng Trung Quốc muốn ám chỉ đến nước Mỹ, vì càng ngày quan hệ Mỹ Ấn Độ càng thân thiết và ngay thời điểm này, Ấn Độ vừa tuyên bố chi 3 tỷ đô để mua các loại vũ khí của Mỹ. Một động thái như vậy chắc chắn khiến Trung Quốc không thể nào ngồi yên được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.